bình thường đi. Đấy. Bây giờ là 7 giờ rưỡi tối này. Đấy, bây giờ là đang trên đường đi bắt Razor Clam. Hôm nay nước cạn khoảng 10 giờ rưỡi. Thì từ nhà mình lên trên này là khoảng 1 tiếng 15 phút chứ 1 tiếng 30 phút. 7 giờ rưỡi giờ mình theo dự định là mình tới đấy khoảng 8 giờ rưỡi. Bây giờ khoảng nửa tiếng nữa là sẽ tới Aberdeen. Bây giờ đang chạy trên đường West Highway 8, chạy về hướng hướng biển Aberdeen rồi Westport, Twin Harbor, đó đang chạy đường đây đấy. Rồi bây giờ tới Greyland. Bây giờ đang cái lối này là cái lối để ra ngoài biển này. Đó, để coi xem cát nó có cao hay không, sẽ chạy xe ra ngoài đấy được hay không. Không phải dính một cái này chết mẹ. Đó, là cái lối này ra biển luôn đấy. Đây nó có 3 lối để ra biển. Thì đây là một trong những lối đấy. Chỗ này ok này. Chỗ này ok. Ok à. Không đáng sợ lắm. Biển lối này ngon. Đỡ quá. Đây, đỡ quá trời người đây. Trời đầy người luôn hay. Đông quá trời đông luôn. Hôm nay nhiều người đấy. Ở đầu xe đây đi. Đó. Trời ơi. Mà này tối mờ mịt luôn á. Không thấy đâu là biển luôn. Những cái đèn đó là những người đó. Thấy chưa? Trên bãi đậu xe là cũng quá trời luôn này. Đó, xe đậu. Quá trên người luôn. Bây giờ mình ra ngoài đấy. Ra ngoài đấy đi kiếm Razor Clam. Đó. Thấy không? Thấy cái lỗ chưa? Đó, này. Đó, đây là cái lỗ này là có Razor Clam này. Đó, đây là mình đang ở ngoài biển nhá. Đây này, đây này. Quá trời lỗ luôn kìa. Ok, bây giờ mình đào cái này nhá. Đây, bỏ cái này vô ngay giữa. Cái cát này là ngon này. Lúc nào cũng hướng cái mặt về ngoài biển. Đó, kéo lên. Thấy chưa? Có chưa? Thấy chưa? Một con này. Nhưng mà con này con nhỏ, không to lắm. Cứ từ từ. Bắt được thêm con nữa này, to chưa? Đó. Razor Clam này, đó. Mới tới được có 5 phút rồi bắt được 2 con này. Rất là to. Ở đây cứ một người là bắt được 15 con nhé. Hôm nay mình đi 3 người. Thì may ra được 45 con. Ngoài biển này, tối mà, không thấy gì hết. Con này bự chưa này. Mới đào chút được một đống rồi này. 2, 4, 5, 6 con này. Đó, cái này bự chưa này. Wow. Nó đào kìa. Trời ơi, tươi rồi giỏi luôn. Thấy cái đít nó đào không? Nó đào lỗ đi trốn kìa. Con này mà bây giờ về xào lên nhỉ. Xào với hành tây. Ăn cơm, hết chỗ chê, chỗ nó đào lẹ chưa. Nó đào trốn kìa. Wow.
À, nó đảo lẹ chưa? Nó vừa đảo vừa thở, nó xịt nước à. Đảo quá trời luôn này. Đó, đây là ngoài biển này. Tối um luôn, không thấy gì hết á. Giờ sóng nó đánh vô là mình không biết gì luôn á. Đó, đảo gần hết rồi. Thôi, tiếp tục nhá. 15 con. Trời ơi, đang đào mà cũng phải ngưng lại. Mình thấy cái con này nó to. Con này là ông nội, ông tổ tiên của cái con ốc móng tay. Trời đất ơi, con này nó to thiệt luôn á. Trời ơi, đã chưa. Kiếm tiếp nhá, cứ đang đào chút mà sóng nó vô. Hả? Đấy giờ không về được mấy chục con này. Rồi, thế là xong một ngày. Coi như là hôm nay là đi bắt razor clam này, yeah. Tươi chưa? Đấy, một xô này, hai xô này, ba xô này. Rồi, to chưa? Nhìn thấy đã chưa? Mỗi một người chỉ được có 15 con thôi. Tươi rõ rõi. Mình bắt về xong cái bỏ chút nước biển trong này này, để cho nó nhẹ cái ấy ra. Ngày mai nó nhẹ hết cái cát ra, mình làm ăn sạch sẽ. Rồi, mai phải dọn hết đống này nữa. Thôi, thế là xong nhá. Video tới đây là kết thúc. Hành trình đi bắt razor clam